nói mọi người bụi ra cực kỳ nhiều luôn. Kênh Điện Máy Chính Hãng xin chào tất cả mọi người. Thì mọi người cũng đã biết đây là những cái sản phẩm máy thổi bụi mà bên mình đang phân phối. Hàn Tốc xuất xứ Trung Quốc, Classic xuất xứ cũng nhà máy sản xuất tại Trung Quốc, Inco xuất xứ nhà máy tại Trung Quốc, tất cả những mọi người nhé. Makute công suất nhỏ 600W cũng xuất xứ tại Trung Quốc này. Đông Trang hay DCA, Hyundai, hàng chính hãng nội địa của Trung Quốc cũng xuất xứ từ Trung Quốc. Về đầu hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người một dòng máy thổi bụi nữa của thương hiệu FEG. Nó cũng là nhà máy đặt tại Trung Quốc và hàng nội địa nhé. Tất cả những dòng sản phẩm bây giờ hiện tại mà mình đang dùng tại Việt Nam đều từ nhà máy sản xuất của Trung Quốc hết. Nhưng mà công nghệ dây chuyền nó sẽ khác, nó chuẩn hơn. Thì mọi người cùng đi vào cùng với mình luôn. Thì mình sẽ giới thiệu chi tiết xem là con máy này nó gồm có những gì. Túi đựng bụi khá là mỏng. Bên trong máy thì gồm có một... đây là sách hướng dẫn sử dụng của con máy ấy. FEG nhé. Hàng FEG thì bên mình đang bảo hành là 6 tháng. Đây là túi thổi, cái ống thổi của nó này nhựa dẻo này, khá là dẻo. Hết rồi nhá. Đây, bên trong máy thì đây là con máy thổi bụi của thương hiệu FEG. Con này là 6 cấp điều chỉnh tốc độ từ 1 đến 6. Đây, bên trong đây có một cái lọc rác giống như kiểu là lọc bụi này, hay lọc những cái miếng nhỏ li ti ấy, để lúc mình hút vào ấy, để nó tránh làm bị vỡ cái bộ phận cánh quạt phía bên trong nhá. Đầu ống ra của không khí và hút không khí ở ngay chỗ này nhá mọi người. Khi hút không khí để đẩy khí ra thì nó sẽ qua bộ động cơ rô xa và tất cả những cái gì liên quan của con máy, nó sẽ nằm phía bên trong. Mã sản phẩm của con này là EG103 của thương hiệu FEG. Mình đang bán với giá là 685.000 miễn phí vận chuyển. Công suất của nó là 600W đó. Và có lưu lượng khí của nó từ 0 đến 2.8 mét khối trên 1 phút. Tốc độ quay không tải từ 0 đến 13.000 vòng trên 1 phút nha mọi người. Và mọi người cùng xem cái thiết kế, công tắc, chế độ làm việc liên tục. Và thực tế thì nó làm việc như thế nào thì mọi người cùng đi với mình luôn xem khả năng làm việc của nó. Đấy. Thì những ai mà đã sử dụng những dòng của thương hiệu FEG như là Sumatding, máy khoan, máy đục bê tông, hay là máy thổi bụi, hay là những cái dòng như là dụng cụ điện cầm tay, máy bào gỗ, thì hãy comment bên dưới cái phần nhận xét của cái video này để xem là có con máy, những cái dòng cụ điện cầm tay chính hãng của thương hiệu FEG nó dùng có bền và có tốt hay không nhá. Còn bây giờ mọi người hãy cùng đi với mình xem khả năng hoạt động của nó sẽ như thế nào. Khi mọi người sử dụng con máy thổi bụi này của thương hiệu FEG thì là trong gia đình thì mọi người có thể là xịt những cái vị trí ngóc ngách mà nhiều bụi này. Thứ hai đó, đó là những con máy quạt cây như thế này, hoặc là những bác làm ở nhà sự kiện đám cưới thì có thể là sử dụng con máy thổi bụi như là xịt loa này, hay là xịt những cái bộ vải có hoa đấy để trang trí đấy. Trong nhiều ngày sử dụng mà mình cũng không thể giặt được thì mình có thể sử dụng con này để thổi nhá. Thì bây giờ mình sẽ test trực tiếp với con máy cây này xem là thổi nó có ra bụi không nhé các bác nhé. Đấy, mọi người bụi ra cực kỳ nhiều luôn. Những cái dòng như thế này, những cái dòng máy cây như thế này phải sử dụng những con máy thổi bụi, chứ là đừng hạn chế là xịt nước trực tiếp vào nha các bác. Đó, thì hôm nay mình đã giới thiệu qua cho mọi người là cách sử dụng và cái tính năng của con máy thổi bụi của thương hiệu FEG này. Và những ai đang có nhu cầu sử dụng những cái dòng máy thổi bụi dành cho gia đình hoặc dành cho những bác thợ công nghiệp trong xây dựng làm nghề thì hãy liên hệ tới số điện thoại mình để ở góc bên dưới màn hình, hoặc là mọi người có thể đến trực tiếp cái showroom mình đang bán 174 Trịnh Thị Kiểu, Đình Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.